Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Khoảng 19 giờ 15 ngày 19 tháng 5, tại km 133 cộng 600 quốc lộ 4D, thôn Luồng Láo 2, xã Cốc Sang, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, xảy ra vụ giao thông liên hoàn giữa xe khách, xe ô tô bán tải và xe máy, khiến 3 học sinh tử vong. Thời điểm trên, xe khách hãng Hà Sơn, Hải Vân, biển kiểm soát 24B00976 và xe bán tải Ford Ranger, biển kiểm soát 24C13680 va chạm với xe máy biển kiểm soát 24K97219. Trên xe có 3 thiếu niên là học sinh trường trung học cơ sở xã Cốc Sang. Vụ tai nạn khiến cháu Lý Gia Tê, tên nạn nhân viết tắt, sinh năm 2011, trú thôn Luồng Láo 2, xã Cốc Sang tử vong tại chỗ. Cháu Vũ Đình Thờ và Vũ Đình Đê, tên hai nạn nhân viết tắt, đều sinh năm 2010, cùng trú tại thôn Luồng Láo 2, bị thương nặng, được cấp cứu tại Bệnh viện Lào Cai nhưng tử vong sau đó. Công an thành phố Lào Cai, phòng BC08, Công an tỉnh Lào Cai có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tối 19 tháng 5, thông tin từ Công an thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường Phạm Ngũ Lão, khiến hai người bị thương nặng. Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ 40 cùng ngày, xe ô tô biển kiểm soát 34A62841 do Vũ Minh Đức điều khiển khi lưu thông trên đường Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, theo hướng từ ngã tư Máy Sứ đi ngã 6 thành phố Hải Dương, đã va chạm với xe đạp điện do cháu NDMQ, tên nạn nhân viết tắt, sinh năm 2013, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, lưu thông cùng chiều. Xe ô tô này tiếp tục va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 34B256260 do anh DHN, tên nạn nhân viết tắt, sinh năm 1972, trú phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, cầm lái, chạy hướng ngã 6 đi ngã tư Máy Sứ. Tiếp đó, chiếc ô tô này va chạm với hai xe mô tô mang biển kiểm soát 34K103937 do chị LTC, tên viết tắt, sinh năm 1980, cầm lái và xe máy điện, bản kiểm soát 34MD51660 của chị DKN, tên nạn nhân viết tắt, sinh năm 2005, cùng trú tại phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương. Sau khi xảy ra vụ va chạm liên hoàn, xe ô tô trên dừng lại cách hiện trường vài trăm mét và hư hỏng phần đầu, bánh trước xịt lớp. Vụ tai nạn khiến cháu Quy và N bị gãy chân, 5 phương tiện liên quan vụ tai nạn bị hư hỏng. Công an thành phố Hải Dương đã làm việc với Vũ Minh Đức, sinh năm 1997, trú tại đường Thanh Niên, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương. Tại cơ quan công an, Đức khai nhận mình là người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 34A62841 gây ra vụ tai nạn trên. Cơ quan chức năng test ma túy đối với Đức cho kết quả âm tính, nồng độ cồn 1019mg trên 1 lít khí thở. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Sáng 16 tháng 5, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Cạn cho biết đơn vị đã tiến hành tạm giữ và bàn giao Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1954, trú tại thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn, cho Công an thành phố Bắc Cạn xử lý. Được biết, Minh là đối tượng đã đâm trọng thương một thiếu tá cảnh sát giao thông do người này bị phạt vì vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Trước đó, hồi 20 giờ 50 ngày 15 tháng 5, tại km 159 trên quốc lộ 3, đường Chiến Thắng, Phủ Thông, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Cạn, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Cạn đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, thì phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia nên dừng xe kiểm tra. Tài xế điều khiển xe máy được xác định là Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1954, trú tại thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn. Qua kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông xác định nam tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,943mg trên lít khí thở, cao gấp 2,5 lần mức vi phạm cao nhất. Tuy nhiên, ông Minh không hợp tác và bỏ đi ra ngoài. Khoảng 10 phút sau, tài xế này quay lại chỗ tổ công tác, áp sát thiếu tá Dương Xuân Kiệm đang viết biên bản, rồi bất ngờ dùng một con dao nhọn gây thương tích nặng. Ngay lập tức, tổ công tác vô hiệu hóa, tước hung khí của ông Minh và đưa thiếu tá Kiệm đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn, sau đó chuyển đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để tiếp tục điều trị.
Giám đốc Công an tỉnh Bắc Cạn đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Cạn phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, vật chứng liên quan, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Minh về hành vi chống người thi hành công vụ. Tại cơ quan công an, khai nhận hành vi phạm tội, đối tượng cho biết nguyên nhân thực hiện hành vi là do bực tức nên đã đi mua hai con dao nhọn và quay lại để trả thù. Ngày 4 tháng 5, thông tin từ Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Vũ Nguyễn Trường Giang, 39 tuổi, ngụ thị xã Phước Long và Điểu Đô, 29 tuổi, ngụ huyện Bù Gia Mập để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trước đó khoảng 20 giờ 20 phút ngày 11 tháng 4, sau khi đã nhậu, Điểu Đô điều khiển xe máy chở theo một người đến khu vực chốt đo nồng độ cồn do đội cảnh sát giao thông Công an thị xã Phước Long lập tại tuyến đường DT741 thuộc khu phố Bình Giang 1, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long. Hai cán bộ cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Đô không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, đâm trúng Trung úy Nguyễn Hùng Anh, cán bộ đội cảnh sát giao thông Công an thị xã Phước Long. Sau cú va chạm, xe của Đô điều khiển bị đổ ra đường, Trung úy Nguyễn Hùng Anh bị ngã và say xước. Khoảng 23 giờ cùng ngày, cũng tại điểm chốt đo nồng độ cồn trên, tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn của Vũ Nguyễn Trường Giang. Lúc này Giang đã có hành vi chống đối, dùng lời lẽ xúc phạm và tấn công lại lực lượng công an. Tại cơ quan công an, Giang và Đô tỏ thái độ ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận do nhậu say, không làm chủ bản thân, mất kiểm soát hành vi nên đã có hành vi chống người thi hành công vụ. Thời gian qua, tình trạng người vi phạm luật giao thông, chống người thi hành công vụ xảy ra khá phổ biến ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Đặc biệt, một số thanh niên còn dùng hung khí, vũ khí nóng chống trả lực lượng chức năng hòng trốn chạy. Mới đây, nhóm thanh niên đã vi phạm giao thông còn dùng súng bắn một hạ sĩ thuộc tiểu đoàn cảnh sát cơ động, công an tỉnh Kon Tum bị thương. Ngày 10 tháng 5, Công an tỉnh Kon Tum cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an thành phố Kon Tum bắt giữ được nghi can dùng súng bắn hạ sĩ Plon Diep khi người này đang lẩn trốn tại tỉnh Đắk Lắk. Vụ việc đang được mở rộng điều tra làm rõ. Hiện hạ sĩ Diep đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, sức khỏe đã ổn định. Trước đó, rạng sáng ngày 7 tháng 5, tổ công tác tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Kon Tum đang làm nhiệm vụ tại xã Đắk La, thành phố Kon Tum, phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm luật giao thông đường bộ nên đã yêu cầu dừng phương tiện. Nhóm thanh niên không chấp hành hiệu lệnh còn bỏ chạy và dùng súng bắn trúng hạ sĩ Điệp. Ngay sau đó, tổ công tác đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh bắt giữ được một đối tượng tại huyện Đắk Hà. Đồng thời, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Kon Tum bắt giữ đối tượng đã dùng súng bắn hạ sĩ Điệp. Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh cùng một số đơn vị đã thăm hỏi và động viên anh Plon Diep yên tâm điều trị, nhanh chóng bình phục để tiếp tục công tác. Liên quan vụ việc này, ngày 9 tháng 5, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum đã tặng giấy khen cho hạ sĩ Điệp. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!